Né, 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 baby. Né nè, hay quá ta ơi, né cho cố vô rồi cút luôn. Nó bóc vậy mình không có deep nó được, nhưng mà bây giờ vẫn deep được nha, bây giờ vẫn deep được. Deep nó là xương xương thôi, nó là easy mà. Khó thở rồi, dây xì khó thở rồi. Nó tăng, nó đứng trong đây rồi. Trời ghê chưa? Cái kèm này tôi quýnh riết, tôi quen luôn rồi. Cái kèm này tôi quýnh riết, tôi quen luôn rồi em ơi. Nhưng mà con lính quýnh đào quá. Nào quá mấy ông cháu à. Nè level 2 là tụi nó chết nè. Cút ra ngoài. Level 2 là nó chết nè. Chạy đâu sao, thấy chưa? Đã bao giờ lừa gió anh em chưa? Nói nó chết là nó chết, nói nó tử là nó tử. Tôi giữ quyển dead note ở đây nè, để tôi ghi cho cái tên nó vô coi. Nè bó tụi tái quá, bó tụi tái quá. Sao lại mít mấy cái quả này được vậy trời. Rồi cuối rồi. Hello. Bà nội cha nó thiệt tình chứ. Con quỷ. Con dây xì với rebet này không thể cân hai được anh em ơi. Một thằng tăng, thằng đam thì có thể cân được, nhưng mà hai thằng đam là không cân được. Hai thằng đam là khó cân. Cấp mắt xa xa. Nó đi tới đây là mình mới thấy là mình đi không kịp, mình chạy không kịp rồi. JC nó slow khó chịu. Mất con xe của tôi, baby. Trời ơi được trời. Biến dạng kia là chết. Trời ơi là trời. Quý chúng cá là ngon rồi, quý hụt không. Gì đấy ông cháu. Nó rình tôi hoài luôn kìa. Trời ơi, gì đấy. Này sơ. Lấy lại cái gì đó mất liền. Gỡ gạt lại tất cả. Combat cực căng cùng Irena. Hôm qua thấy Irena lên cái clip em tiếng như là Irena. Em tiếng đánh Blitz cho Irena đúng không? Blitz tóc biến ma thuật rồi các thứ ha. Nhìn có vẻ nét đấy. Có vẻ nét đấy. Tâm không biết con nào cho anh em xem nè. Sao? Ê! Ừ! Perfect bro! Sao không biết được? Nhưng mà sao được vẫn thua level nhờ? Ảo thật đấy. Đau nha, đau nha, đau nha. Có vẻ đau rồi đó, có vẻ đau rồi đó, có vẻ thấm rồi đó. Mẹ thốn rồi đó bro. Rồi rồi. Có vẻ thốn rồi. Mày xong rồi. Có vẻ thốn rồi đó. Có vẻ thốn rồi đó. Trời ơi. Cái ý của tụi mày đâu. Lỗi di chuyển thông minh. Hay
về luôn. Lối di chuyển thông minh. Được, nói chung là có xíu kỹ năng là được rồi, nhưng mà phải có kỹ năng chứ đánh rất đồng, rất bạc mà thua nữa thì chịu á. Nhưng mà em được mà, anh thấy em đánh được mà. Kiểu có xíu tấu hài, có xíu kỹ năng, không cần phải thách đấu tốt hay là gì đâu. Nhưng mà mình có xíu trình, có xíu hài hước là được rồi, phải biết cách giao tiếp rồi. Nói chung là nghề vậy, nghề mà em làm nhiều em sẽ biết thôi, sẽ quen thôi. Nhiều khi ở ngoài đường em ít nói chuyện, chứ em vô livestream em sổ nho, sổ chuối thì sao, ai biết được. Này tụi nó, cái thằng dây xì này nó sẽ chết không lâu thì mau, không nó sẽ chết của tôi. Con vợ Candy Love thấy tôi đi kèo với dây chua lễ chưa, lễ tôi chưa. Rồi, nó chết rồi đó nè. Đam không nhiều cỡ nào, nhiều bằng tôi không? Nó biết rồi nè, nó không, nó không. Trời ơi, tôi bắt trượt chúng là nó chết rồi. Bắt trượt thùng. Né, 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 né nè, hay quá ta ơi, né cho cố vô rồi cút luôn. Nó bóc vậy mình không có deep mới được, nhưng mà bây giờ vẫn deep được nha, bây giờ vẫn deep được. Deep nó là sương sương thôi, nó là easy mà. Khó thở rồi, dây xì khó thở rồi. Thở oxy luôn. Tôi deep ông nữa đó, ông bắn tôi đi. Lấy cái này trước anh em, để nó kiếm tiền. Ồ, hay. Ông ăn cái này đúng không? Trời ơi là trời. Nó có lát rồi anh em ơi, nó có lát rồi. Có flash, có flash, có flash. Mém chết bro. Chết cha, nó săn tôi anh em ơi, nó săn tôi. Nó săn tôi. Trời ơi là trời, cứu tôi trời ơi. Rồi rồi. Cái quả tôi xài đúp 5 quá, tôi này đúp 6 thì nó là ngon. Sau thì nữa là nó không đỡ được. Mẹ kiếm nhiều tiền nhờ cái này á nhờ. Má bóc dữ vậy. Má hả giờ mấy game tôi thua kiểu này đó. Trời ơi, chết rồi. Lên khỏe chưa? Về. Á, cái xa lực quá vậy. Sao lại đi vậy? Destroy.
thịt nó. Hay. Má tem này mình đánh chia để game này có thể win không ơi? Có thể chứ không phải không? Không biết mình kỳ nhở. Cái quả đó nó như thế nào? Ok chưa? Lát đúp băng trưởng. Ok chưa? Ok chưa nhỉ? Bơ phạt chưa? Quả đã luôn mà xã ơi. Lấy lại những gì đã mất. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Uncastrobia. Hiện tại mình đang livestream ở trên ứng dụng GG Live vào lúc 16 giờ hàng ngày từ thứ hai cho đến chủ nhật. Anh em tải ngay app GG Live và ấn follow mình để có thể thưởng thức những buổi livestream thú vị của mình nhé.